Bạn đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Trong bối cảnh tình hình như hiện nay, sức khỏe ngày càng được quan tâm và chú trọng. Nhiều người chọn những hình thức như là tập gym, chạy bộ, đạp xe để nâng cao sức đề kháng. Tuy nhiên thì một trong những yếu tố gây nguy hiểm đến sinh mạng của người chơi thể thao nhưng ít được biết đến, đó chính là hiện tượng cơ thể mất chất điện giải. Khi chơi thể thao, chất điện giải sẽ bị mất đi vì đổ mồ hôi nhiều. Nếu lượng điện giải bị mất ít, cơ thể có thể tự điều hòa để cân bằng. Nhưng đối với một người chạy bộ đường dài, ví dụ chạy việt dã, marathon, việc bổ sung điện giải thông qua các loại thức uống là vô cùng cần thiết để đảm bảo an toàn và tăng năng suất tập luyện. Đối với vận động viên tập thể hình, chơi các môn thể thao sức bền như là chạy bộ, bóng đá, thì việc dùng nước uống điện giải không quá xa lạ. Tuy nhiên, đối với những người mới bắt đầu rèn luyện sức khỏe, không phải ai cũng hiểu được tầm quan trọng của việc bổ sung chất điện giải. Vậy thì, chất điện giải là gì? Tác hại của việc mất điện giải ra sao? Nói đơn giản là nước điện giải chứa các loại khoáng chất có khả năng dẫn điện. Ví dụ như trong một nhà máy, muốn tạo thành sản phẩm thì người kỹ sư cần điều khiển máy móc và phải có điện. Tương tự, cơ thể con người muốn hoạt động, chơi thể thao, não bộ cần điều khiển cơ bắp và phải có chất điện giải. Trong trường hợp chuẩn bị chạy bộ, não sẽ ra lệnh và mệnh lệnh này được truyền tới chân là nhờ sự có mặt của chất điện giải. Vì thế, khi điện giải suy giảm, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái cúp điện, khiến cho cơ bắp không điều khiển được, dẫn đến cơ thể rã rời, chạy loạn choạng, té ngã và nặng hơn nữa là tử vong. Chúng ta thường bị mất điện giải qua mồ hôi, nước tiểu, phân hoặc sau khi nôn ói. Những dấu hiệu của việc suy giảm điện giải bao gồm chuột rút, khó thở, mệt mỏi và lú lẫn. Chúng ta nên bổ sung nước điện giải khi nào? Bên cạnh việc mất nước do chạy bộ, nước điện giải cần được bổ sung ở những người tập thể dục hơn 60 phút. Đặc biệt, khí hậu ở Việt Nam nóng ẩm, lượng mồ hôi bị mất nhiều hơn. Nước điện giải cũng cần bổ sung khi bạn tập luyện ở vùng cao như các khu vực địa lý, đồi núi. Tại những nơi cao, lượng chất điện giải mất đi do hoạt động thể chất cũng cao hơn so với bình thường. Người bị tiêu chảy, sốt, nôn ói, người theo chế độ ăn không tinh bột, đường cũng cần bổ sung nước điện giải thường xuyên. Các nước điện giải có thành phần tự nhiên và phổ biến nhất chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm, đó là nước dừa. Trong nước dừa có chứa nhiều chất điện giải như natri kali. Với ưu thế là dễ uống, dễ tìm và rẻ tiền, đây là loại nước điện giải phổ biến nhất hiện nay. Sữa. Nhiều người có hệ tiêu hóa không hợp với sữa. Tuy nhiên, đây là một lựa chọn phù hợp cho trẻ nhỏ hiếu động, bổ sung được các chất như kali và phốt pho. Nước ép trái cây. Ngoài việc bổ sung điện giải, trái cây còn giúp các chị em phụ nữ trẻ đẹp hơn nhờ có chứa các vitamin và chất chống oxy hóa. Cụ thể như nước cam và dưa hấu bổ sung các chất điện giải như kali, phốt pho, magie. Đối với người mất điện giải mức độ nhiều như vận động viên chạy marathon, chạy việt dã, những thức uống tự nhiên kể trên có thể không đáp ứng đủ lượng chất điện giải mất đi. Vì thế, họ cần bổ sung thêm các loại thức uống thể thao phù hợp với từng bộ môn cụ thể. Cảm ơn bạn đã lắng nghe số podcast này. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng podcast Báo Tuổi Trẻ trong những tập phát sóng lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!